Kính thưa quý vị, các thí sinh của Eurovision tham dự bữa tiệc khai mạc chính thức tin từ Đan Mạch. Và hôm Chủ nhật vừa qua, các thí sinh đến từ 37 quốc gia châu Âu đã cùng xuất hiện trên thảm đỏ của tòa thị chính Copenhagen, nơi diễn ra buổi lễ khai mạc chính thức của cuộc thi Eurovision Song Contest năm 2014. Đan Mạch đã trở thành quốc gia đăng cai tổ chức Eurovision 2014 theo sau chiến thắng của nữ ca sĩ Amelia De Forest và ca khúc Only Teardrops hồi năm ngoái. Sau khi xuất hiện tại tòa thị chính ở trung tâm thủ đô Copenhagen, De Forest đã tiết lộ là cô sẽ tham gia biểu diễn hai lần trong tuần này. Năm nay, nữ ca sĩ Sanna Nielsen của Đan Mạch đã lọt vào được vòng chung kết của Eurovision với ca khúc Undo. Theo Nielsen cho biết, cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể đứng tại Copenhagen cùng với ca khúc được yêu thích của mình. Một số cái tên nổi bật của Eurovision năm nay sẽ là Conchita Wurst đến từ Áo với ca khúc Rise Like a Phoenix, nhóm nhạc Pocahontas đến từ Iceland và ca khúc No Prejudice, và đặc biệt là nam ca sĩ Andreas Kelly Saunders với ca khúc Running. Phần lớn các ca khúc tham gia dự thi đều được biểu diễn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, đại diện của Tây Ban Nha là Ruth Lorenzo lại quyết định thể hiện ca khúc Dancing in the Rain bằng cả tiếng bản ngữ. Theo nữ ca sĩ này cho biết, cô cảm thấy rất tự hào khi có thể thực hiện phần thi của mình bằng tiếng Tây Ban Nha. Năm nay, nhóm nhạc Elisa đến từ nước Đức sẽ tham gia tranh tài bằng một ca khúc tự sáng tác có tựa đề Is It Right, trong khi Carl Essen Thorgerson của Na Uy sẽ dự thi với ca khúc Silent Storm, và những cô gái Thomas Chevy của Nga sẽ tranh tài bằng một ca khúc có tựa đề là Shine. Đại diện cho Ukraine thi đấu tại Eurovision năm 2014 sẽ là nữ ca sĩ 20 tuổi Yaremchuk và ca khúc TikTok. Hiện nay, Ukraine vẫn còn đang ở trong tình trạng bất ổn với những cuộc xung đột bạo lực ngày một leo thang giữa chính phủ và lực lượng ly khai. Theo dự kiến, sẽ chỉ có 26 quốc gia được quyền thi đấu trong vòng chung kết ngày 10 tháng 5, đồng nghĩa với việc sẽ có 7 quốc gia sẽ bị loại khỏi cuộc thi sau hai bán kết vào ngày 6 và ngày 8 tháng 5 sắp tới. Các thí sinh đến từ nhóm Big Five là Ý, Pháp, Đức, Anh và Tây Ban Nha sẽ được quyền lọt vào chung kết mà không cần phải tham gia bán kết. Đặc quyền tương tự cũng sẽ được trao cho thí sinh Sanna Nielsen của nước chủ nhà Đan Mạch.